Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư. Phần cuối chương trình là phóng sự người trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu tận tụy với công việc. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, khu dân cư Lương Tá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0. Trong chương trình nông thôn mới, cấp ủy ban thôn và ban công tác mặt trận và phối hợp với các đoàn thể đều đến từng nhà một tuyên truyền và vận động nhân dân hiến đất làm đường. Ngoài ra thì họp các cái hội nghị này tuyên truyền cho bà con là phân loại rác thải tại hộ gia đình này, tổ chức hội nghị coi là nhà sạch ngõ sạch và vườn đẹp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Tá, thị xã Mỹ Hào đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân nhận thức sâu sắc về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giám sát chính quyền, phát huy tinh thần tự giác, ý thức tự quản, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư của 8 thôn thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi hội đoàn thể đều có phong trào riêng đem lại hiệu quả chung trong toàn xã. Thông qua việc tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết ở cộng đồng dân cư của hệ thống mặt trận các cấp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào mà các địa phương đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đề ra. Trong những năm qua, hệ thống mặt trận từ xã đến thôn thực hiện các chương trình mục tiêu của Đảng, chính quyền đề ra, bà con rất ủng hộ. Một là hiến đất làm đường, hiến đất làm công trình hoặc là thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhờ làm tốt chức năng vận động tập hợp, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực sự khơi dậy được các nguồn lực trong nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Trong những năm qua, với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận, ông Nguyễn Đức Khiêm đã tham mưu cho chi bộ phối hợp với các tổ chức thành viên của mặt trận kịp thời giải quyết những bức xúc mâu thuẫn trong khu dân cư, không để nảy sinh vấn đề phức tạp, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Do hiểu được đầy đủ chủ trương chính sách, lợi ích của việc mở đường, người dân trong khu dân cư đã tự nguyện hiến trên 500 mét vuông đất để làm đường giao thông thôn xóm, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Ban công tác mặt trận khu dân cư tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức qua các cái cuộc họp của các chi hội đoàn thể, tuyên truyền hình thức trên loa truyền thanh. Chúng tôi đến trực tiếp vận động từng gia đình, mở động viên nhân dân làm tốt những công tác để xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu. Khi mà được trưởng ban công tác mặt trận cùng với các ban ngành đoàn thể trong thôn đến tuyên truyền vận động, gia đình nhà tôi nhất trí là hiến chiều rộng là 1,5 m và chiều dài là khoảng 12 m. Mong muốn của gia đình chúng tôi cũng như là mọi người dân là cái đường nó mở rộng ra, đi lại là cho nó thuận tiện. Bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm, ông Khiêm đã cùng với các tổ chức đoàn thể trong thôn đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo, mắc camera an ninh, đèn chiếu sáng an ninh. Đến nay, khu dân cư Mão Tuyên đã lắp được 10 camera giám sát, xây dựng được một hòm thư tổ tác và thành lập tổ tự quản về đảm bảo an ninh thôn xóm, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận, thì đồng chí Khiêm đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về cái công tác vận động nhân dân thực hiện các cái cuộc vận động đóng góp ở thôn đều đạt được vượt chỉ tiêu trên giao. Với những hoạt động không biết mệt mỏi vì cộng đồng, ông Nguyễn Đức Khiêm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Dương trong hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện, biên tập và sản dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.